Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An dừng hoạt động sau khi không còn bệnh nhân COVID-19 điều trị. Dịch tả lợn châu Phi tái phát trên địa bàn 3 xã thị trấn của huyện vùng cao Nghệ An. Hiệu quả mô hình nuôi cá lồng trên sông Răng của đồng bào Thái huyện Con Cuông. Xin chào quý vị và các bạn. Bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An sẽ chuyển đến những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19 được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 6, có quy mô 100 giường, trưng dụng từ Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên. Mới đây, bệnh viện này vừa tạm dừng hoạt động sau khi sạch bóng bệnh nhân COVID-19. Đây là bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Nghệ An hết bệnh nhân. Dự kiến trong ít ngày tới, lần lượt các bệnh viện dã chiến số 2, số 5 cũng sẽ tạm dừng hoạt động. Bệnh viện dã chiến số 1 được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 6 khi Nghệ An bắt đầu ghi nhận hàng loạt bệnh nhân. Bệnh viện có quy mô 100 giường, trưng dụng từ Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên. Tuy nhiên có thời điểm ở đây phải điều trị đến 187 bệnh nhân, phải mượn giường từ các cơ sở y tế gần đó. Trong 3 tháng qua, tại đây đã điều trị gần 600 bệnh nhân COVID-19, là bệnh viện dã chiến đầu tiên và cũng là bệnh viện dã chiến điều trị cho nhiều bệnh nhân nhất ở Nghệ An. Có những trường hợp bệnh nhân rất nặng, có trường hợp bệnh nhân hơn 90 tuổi với nhiều bệnh nền. Trong quá trình hoạt động, bệnh viện không xảy ra sự cố đáng tiếc nào, không có tai biến, không có bệnh nhân tử vong. Hiện nay, chỉ còn 71 bệnh nhân đang phải điều trị, chủ yếu ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trước đó, Bệnh viện dã chiến số 4 cũng đã tạm dừng hoạt động sau gần một tháng kích hoạt. Bản tin tiếp tục với thông tin đáng chú ý. Bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát mạnh trên địa bàn huyện Quế Phong trong tháng 9 này. Hiện ở xã Châu Kim, xã Quang Phong và thị trấn Kim Sơn có lợn bị nhiễm dịch, số lợn tiêu hủy là 340 con. Để chủ động phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong đã ra quyết định công bố dịch tại xã Châu Kim và thị trấn Kim Sơn. Huyện cũng đã cấp vôi bột và hóa chất cho các địa phương tiêu độc khử trùng tại các điểm dịch, đồng thời cấm giết mổ lợn trên địa bàn có dịch. Chính quyền các địa phương triển khai các quy định phòng chống dịch theo quy định. Đáng lưu ý, đặc thù ở Quế Phong là người dân chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông, ý thức phòng dịch của người dân chưa cao nên khi xảy ra dịch là khó kiểm soát. Đây là hình ảnh hàng trăm người dân tập trung xuống bãi biển phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai để vớt hàng tấn ngao biển dạt vào bờ sau trận mưa lớn vừa xảy ra. Loại ngao biển này rất hiếm khi đánh bắt được, tuy nhiên do ảnh hưởng của cơn bão số 6, sóng biển đã dạt chúng vào mép bờ nên người dân đã mang dụng cụ lội xuống biển để vớt ngao. Để vớt ngao, có nhiều người lội ra để mò bắt, nhưng chủ yếu là người dân sử dụng một chiếc vợt được gắn lưới bao quanh rồi trao dưới nước. Sau khoảng 5 đến 10 phút, người dân đã vớt lên hàng chục kg ngao biển mang lên bờ để phân loại. Theo bà con cho biết, phải đến gần 10 năm nay mới xuất hiện loại ngao biển này. Theo giá thị trường, ngao biển con to được bán với giá từ 20.000 đến 30.000 đồng trên 1 kg. Nhiều gia đình đã huy động nhiều thành viên ra vớt lộc trời, thu về hàng tạ ngao. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều hộ đồng bào Thái ở huyện miền núi Con Cuông đã biết tận dụng mặt nước để phát triển kinh tế bằng nghề nuôi cá lồng, tạo việc làm, tăng thu nhập và làm giàu chính đáng. Ông Vi Văn Đoàn ở bản Siềng, xã Môn Sơn là một trong những người đầu tiên áp dụng mô hình nuôi cá lồng trên sông Răng. Năm 2001, sau khi đi tham quan tìm hiểu thực tế từ mô hình nuôi cá lồng bè ở nhiều nơi, ông đã có ý tưởng phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông Răng. Từ đó đến nay, với 3 lồng, mỗi lồng 200 con, nuôi theo kiểu cuốn chiếu, mỗi năm gia đình ông cung cấp cho thị trường khoảng 1,5 tấn cá chấm, thu lãi trên 100 triệu đồng trên một năm. Theo ông Đoàn, nuôi cá trên sông Răng nhanh lớn, ít nhiễm bệnh vì nguồn nước ở đây rất đảm bảo, phù du trong nước và cỏ làm thức ăn cho cá phong phú. Người nuôi chỉ cần tìm nơi neo đậu an toàn phòng khi mưa lũ là có thể nuôi cá lồng thành công. Để nuôi cá lồng thì gia đình cũng đã nuôi lâu rồi. Cho nên là bây giờ thì cái thôn tiền nhất là cũng như tôi nói là nhờ cái ao hồ, thứ hai nữa là nhờ có nhân lực con cái để làm cái lồng cá này. Phải tận dụng cái cỏ xung quanh vườn để cắt cho cá ăn. Muốn yêu cầu dự án với nhà nước quan tâm cây giống, con giống về con giống đó cũng hơi khó khăn con giống đó. Nếu mua giống về ở nơi khác đến thì hay bị chết. Cho nên là như là muốn tạo cái chỗ mua là có ươm hay là răng nó thì bỏ cá lồng mình cho an toàn. Mong muốn gia đình với con cái thì nuôi cá tầm cò thì lâu rồi rồi. Như muốn nuôi cái loài cá như họ nói là cá bọp hay là cá lắng chứ đó.
Ông Hà Hồng Tỷ ở Bản Siềng cũng đã đầu tư nuôi cá lồng bè trên sông Xăng được 3 năm nay. Với quy mô 4 lồng, mỗi lồng bè trên 30m2 và mỗi lần nuôi mỗi lồng từ 150 đến 200 con. Buổi đầu bắt tay vào xây dựng mô hình, hộ ông Hồng cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu kỹ thuật, thiếu con giống và nguồn vốn đầu tư. Song nhờ các chính sách hỗ trợ của huyện, mỗi năm ông mạnh dạn thả 2 lứa cá, chủ yếu giống cá chấm, cá chép. Các loại cá này thích nghi với điều kiện môi trường tại địa phương, dễ nuôi, thịt thơm ngon nên thị trường tiêu thụ ổn định với giá bán từ 80 đến 100 ngàn đồng trên 1 kg. Mỗi năm, từ chăn nuôi cá, gia đình ông Hồng thu nhập khoảng 200 triệu sau khi trừ chi phí còn lãi 140 triệu đồng. Thì cái hiệu quả của nuôi cá lồng so với nuôi cái bất khác, chỉ đầu tư giống, còn chỉ có công đổ ra là đi cắt cỏ, để là thả cho nó ăn là thuận lợi là được. Còn cái khó khăn là cái khó khăn của đoàn coi như là chỉ có thời tiết, là mùa mưa lụt bão là hơi bị phức tạp và khó khăn. Cái khó khăn cái đoàn là đầu ra là kiểu như là lớn nuôi to lên mà để nhập cho cái thương hiệu nào đó là chưa có, chỉ có mua bán lẻ thôi. Hiệu quả của nuôi cá thì cũng so với nuôi cá khác thì vẫn được, vì dịch bệnh lăn ít này, là so với nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ngan là nó có thể là hiệu quả hơn. Còn cái giống là, nếu mà giống là giống mua lần với những cái thương hiệu nào đó thì cũng không có, chỉ có được mua giống. Những người đi bán giống là cứ mua, nhưng mà với cái lượng mua về đấy là nó đạt được khoảng 50% thôi, vì nó không phù hợp được cái điều kiện, cái khí hậu với cái môi trường. Cái mong muốn và ý muốn là muốn cái hỗ trợ là cái một cái kỹ thuật này, là như, ví dụ là như kiểu là đi tập huấn, rồi là cây giống chọn lọc thế nào, là muốn nhờ để cấp trên để công bày cho. Các mô hình nuôi cá trong lồng đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện nay cả huyện có khoảng 50 hộ nuôi cá lồng bè trên sông với mức thu nhập mỗi hộ từ 20 triệu đồng trở lên. Điều đáng nói là những hộ trước đây có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng bằng ý chí, nghị lực, họ đã vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu bền vững. Các hộ nuôi cá lồng bè chủ yếu tập trung ở các xã Môn Sơn, Châu Khê. Hiện tại trên địa bàn huyện Cuông thì cái việc phát triển nuôi cá lồng bè ở trên sông Hồ Đập thì trong mấy năm gần đây thì phát triển tương đối mạnh. Về cái thuận lợi thì trước hết là phải nói tỉnh là có cái cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân trong vấn đề để làm nông mới nuôi cá trên sông theo chính sách miền núi theo cái nghị quyết 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cái thứ hai là huyện An Cuông thì có cái mặt nước hồ đậm và có sông Lam chảy qua, nên đó là một trong những cái mà cái điều kiện lợi thế của huyện An Cuông để phát triển cái nuôi cá lồng bè. Để cái phát triển cái cá lồng bè ở trên địa bàn huyện An Cuông ổn định và tăng cái quy mô có tính tập trung thì sắp tới thì kiến nghị các cơ quan cấp tỉnh cũng như là các cái đơn vị chức năng, cái thứ nhất là tiếp tục cái hỗ trợ cái làm lồng mới nuôi cá trên sông theo nghị quyết 14 của Hội đồng nhân tỉnh. Cái thứ hai là hỗ trợ huyện An Cuông về cái tăng cường chuyển giao cái đối tượng nuôi mới có hiệu quả kinh tế hơn. Cái thứ ba nữa thì tăng cường cái công tác tập huấn tuyên truyền để phát triển cái cá lồng bè nhằm sản xuất tập trung trên một quy mô nhất định và tạo ra cái hàng hóa nhất định. Hiệu quả của mô hình đã đánh thức được tiềm năng nuôi cá trong lồng trên sông sẵn có tại địa phương, tận dụng diện tích mặt nước, tạo ra sản phẩm thủy sản có nguồn gốc rõ ràng, an toàn, tăng thêm nguồn thu nhập đáng kể, nâng cao đời sống cho người dân, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững, đồng thời cũng góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.